Rồi, con ở đâu con đi thì xin để chia sẻ với mọi người. Dạ thưa cha, con ở Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa, con là Maria Nguyễn Thị Thảo. Năm nay con 60 tuổi. Thưa cha và cộng đoàn, con biết con là một người rất tội lỗi với con tội lỗi của Chúa. Con đến nay là 60 tuổi nhưng có tới 47 năm là con xa rời Chúa. Khô khan nhà chúng con trước kia những năm 80, 85 gì đó thì lúc đấy là con chưa đi học chuyên nghiệp. Thì những ngày đến lớn, những năm mà có ngày đến lớn, ví dụ như là con em đó thì con mới đi được. Còn những ngày bình thường thì hoàn toàn con không đi. Đến năm 2009, năm 2009 con công tác đến năm 2009 con mới về nghỉ hưu trí. Thì lúc bấy giờ bệnh tật của con nó cũng đã nặng rồi, thì con mới biết trở về với Chúa. Thế khi con trở về với Chúa trong quá trình thì trong người con cũng cứ đau đớn. Thế cho nên là kinh sách là nói thật, thú thật với mẹ cha và cộng đoàn, đến giờ phút này còn rất là những điều kia con chả hiểu biết gì. Đọc kinh con chẳng biết được nhiều kinh, mà cái mà tội lỗi hơn nữa đối với con là riêng cái kinh chuỗi lòng thương xót của Chúa đó thì con mới biết có ba tuần này thôi. Thế thì khi con biết được giáo điểm kinh một này thì cũng qua một chi ở trong cộng đoàn Đa Minh ở cái họ xã Mô A của chúng con thuộc địa phận Hưng Hóa ngoài miền Bắc đó, thì con điện con nhắn tin cho cha đấy, thì cha cũng nhắn tin lại cha là con yên tâm, cha là đồng hoàn sẽ cầu cho con. Cha không biết không, con vui lắm ấy, con nhận được cái tin ấy mà con muốn nhảy cẫng lên luôn. Thế sau đó thì theo những cái địa chỉ của cha ở trong cái tin nhắn ấy cho con, thì con suốt ngày con mở ngang thì con xem giảng lễ cũng như là xem lễ sáng chiều tối, nhiều những người nên làm chứng cho Chúa này đó, thì họ cũng có bệnh như con, bệnh của con thưa với cha và với Chúa, cha và cộng đoàn hiện tại là cuộc sống lớn của con đó là bị vôi hóa nặng đến 6 cái đốt này, người sống lưng cách đốt đỏ đốt kia như này, nhưng hiện tại giờ nó bị vôi hóa nó xẹp xuống như này, mà cuộc sống thì cao bia đệm thị trường, và con hả một nửa người đây này, con bị đến bệnh bia tai khớp, cong hết các khớp, dính hết các khớp, chân cũng dính khớp, tay dính các bên đây thì thẳng, bên đây thì cong, dính hết một nửa người này. Thế và con lại bị bệnh tiểu đường rất là cao. Thế hôm vừa rồi tuần vừa rồi đó thì con đi bệnh viện Yên Bái, tỉnh Yên Bái đấy để xét nghiệm, để mổ cái cổ sống lưng cái đĩa trượt cái đệm này, nhưng mà người ta thử máu thì không thể đủ điều kiện để mổ được, mà trong khi người ta gia đình các con của con ấy nó đưa đi thì con cứ cầu xin Chúa, con cứ bảo xin Chúa mà Chúa ơi con bệnh tật nặng lắm mà như thế này thì Chúa đừng để con phải mổ, mà để cho con được vào giáo điểm tin mừng, gặp Chúa, gặp cha và con là thương xót cầu nguyện. Chứ con bây giờ nói thật là con chả tin cái bác sĩ bây giờ đâu, con xin con nói chẳng biết con nghe không, nhưng mà bác sĩ khi mà khám xem nhiều các cái điều kiện của con thì con chỉ tin là con bảo là nếu mà mổ bây giờ có lẽ được 50-50 không hả bác sĩ, con cứ nói thế. Thế bác sĩ bảo rồi chứ cũng rất khó vì điều kiện sức khỏe là yếu, máu thiếu, mà thể thì gan nhiễm mỡ, tiểu đường cao, viêm đa khớp thì nặng, cuộc sống thì như vậy, cái điểm thì trưởng như thế, thì nếu có mổ thì nằm ở bệnh viện Yên Bái đó là khoảng từ 3 đến 6 tháng gì đó nếu kiểm tra ra đủ điều kiện mới mổ được, thì chứ nếu không được không có đủ điều kiện thì cứ nằm ở đây điều trị. Thế còn sướng quá, con thấy là không phải mổ. Sau khi xét nghiệm bắt đầu vào thì người ta bảo bác sĩ chụp chụp quang xong, bác sĩ bảo là thế này phải mổ rồi bà. Thế thì ví dụ con sợ đến rút cả người đến đâu cả bụng lên, sợ quá, bảo là
Chú cứu con, Chú đừng để con phải mổ nhá. Thế đương nhiên tự nhiên đến khi các cái mẫu xét nghiệm xong và đến cái phòng để bác sĩ kết luận của bệnh án thì hoàn toàn không phải mổ mà hoàn toàn không phải mổ nữa, mà bác sĩ chỉ bảo nếu mà gia đình quyết tâm mổ thì làm để điều trị. Ôi con sướng quá, con nói với gia đình của con, cả chồng con nữa, anh thấy chưa, trước khi đi em cũng nói rồi, khám gì thì khám, con không ơi em không phải mổ đâu, để em vào nhà cáo nhận tin mừng lòng thương xót của Chúa, để gặp được Chúa, được cha long và cộng đoàn lòng thương xót ở đây. Thế thì ngay lập tức con nói vậy thì thương cha và cộng đoàn, con có hai người, có ba người con, nhưng mà một con trai, một con gái. Thế thì một trai thì lấy chồng bên tôn giáo bạn, người con gái út cũng lấy chồng con giáo bạn, và con gái cả thì cùng việc cùng bến, nhưng mà tự dưng lại khi lấy nhau được một mặt con thì lại tức bỏ nhau ra đi, đến bây giờ 12, 13 năm cũng không có thấy về, mà cũng không cả nhà họ hàng, không có ai biết là anh ở đâu. Thế nên là chúng con cũng buồn, cũng chẳng biết làm thế nào. Thế mà trong khi con được vào đây là lại là ba đứa con của con, nhưng cái sự ủng hộ của con rể con và con dâu người tôn giáo bạn đấy là tạo điều kiện. Con rể thì đi về Hà Nội mua vé máy bay cho con dâu thì con vay tiền để cho con đi, mà thậm chí con ngại các con cái quá, bảo thôi mẹ có bằng đâu thì vậy mẹ đi bằng đứa nó thôi, con không cần tiền của con. Thế là con nó cứ lăn tăn, nó đưa cái zip, cái thẻ để cho con, nếu hết tiền ở đâu thì đi ở đó mà hết. Con thấy là các con của con mặc dù tôn giáo ba, nhưng mà các con của con nó cũng rất là ủng hộ cái sự mà con mong chờ từ lâu. Thứ nhất được gặp Chúa để con xin khấn, con chữa bệnh Phật, và thứ hai nữa là con được vào đến đây thông qua một cái chị đó, chị cho con biết được cái giáo điểm tin mừng này, và ngày đêm con cứ ngày có ba lần là con mở máy không, con nghe bài giảng cũng như là xem lễ, cho nên là được nhiều nhân chứng lắm. Hôm nay ngay từ sáng con đến đây rồi, mà đến đây thì trước khi con đi lên máy bay cũng như là đi về giáo điểm tin mừng này, con cũng được Chúa, con như được Chúa mà đưa đường, mà mẹ Maria chỉ mới hai vợ chồng con sáng sớm ra đi ra thuê xe mù mịt chẳng biết chỗ nào vào chỗ nào hết. Thế là may thì có cái anh xe ôm với anh mới chạy. Thế là hỏi bảo thế anh có biết cái huyện nhà bè đâu không, bảo có. Thế mà cả với nhau xong bảo thế liệu anh có dám chở ba người đi không, chúng tôi ba người đi nếu không ăn mà bác mà anh chịu trách nhiệm đấy, không bảo không sợ cứ đi. Thế trên khi trong khi đi thì con ngồi đằng sau anh lái xe ôm với con cút khẩu khẩn, con cứ lên Chúa Giêsu, còn đi thác vào Chúa, xin Chúa phù hộ cho anh lái xe để vững vàng tay lái và đưa chúng con đi nơi để Chúa. Mà lúc bây giờ đi là cái lúc đi làm này rất là đông, đường phố Hồ Chí Minh đông lắm, mà con đi ở cái huyện vùng sâu vùng xa, cái số người đâu có đông như vậy, con ra đến đường cứ run, con ngồi trên xe cứ run như này, con chỉ sợ là cha mà người ta nó đông quá, mà lại còn cầm cả cái gậy này nữa. Con sợ quá, nhưng mà cũng được Chúa coi như thế gìn giữ và đưa đường chỉ lối chúng con. Mưa vào đến giáo điểm tin mừng này, này cái là mưa, thế thì may quá. Sau khi mưa thì con chưa có chỗ nghỉ ngơi, con chả biết đâu vào với bờ. Thế nào thì có hai ba cái bác đâu có ở đây, con quên tên đâu mất rồi. Thế này bảo là thế thì chị đã nghỉ ở đâu chưa? Chưa. Thế là chị mới bảo thế thì đến chỗ chị ăn may quá. Thế là chị dẫn đến cả cái chỗ nghỉ cũng như là cái nơi được ăn cơm. Thế là may quá, con đúng là đến đây là hoàn toàn được sự giúp đỡ rồi, tạo một căn tác viên là của Chúa và của cha con bà con. Chị có thể dưới đó cho tôi người cộng bạn người tặng cái thùng con rể đến để tặng cho cái đứa con râu nha, thả râu thả rể cuối được cái máy năm trăm bảy bản làm cái sót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Thưa anh chị em, điểm lớn nhất đó là 47 năm bỏ Chúa, 47 năm chẳng
kinh sách, chẳng kinh kệ, chẳng kinh lễ gì cả. Mà đến lúc mà đau bệnh như vậy thì mới quay về với Chúa. Thì ta phải nhìn ra rằng cái đau bệnh đấy là cái ân huệ, là cái cơ hội, là cái cơ may. Nếu mà cứ khỏe mà về hưu mà có của ăn của để, bây giờ chắc phải đi lên Trung Quốc du lịch rồi, hay đi Thái Lan rồi, nhưng mò đến cái điểm làm rì. Thì mình thấy là ta nói là đó là ma đưa lối quỷ dẫn đường. Ma đưa lối quỷ dẫn đường là chúng ta có của ăn của để, ta có sức khỏe để đi tìm những du hí du lịch đi chơi, quên mất Chúa 47 năm. Mà chỉ đến đây là Chúa đưa lối mẹ dẫn đường như chị ấy nói. Chẳng biết đất giác gì cả, biết có cái nhà bè mà tìm được cái đây mà lại trở ba nữa. Đấy còn cái gậy, người gậy ta tưởng là gậy công an chỉ đường. Thế thì thưa anh chị em, mình thấy được là từ những chi tiết nhỏ nhất, Chúa mới cứu cái linh hồn của chị ấy sau 47 năm ở trong nô lệ của ma quỷ, của sự dữ, của tội lỗi. Để hôm nay chị được giải thoát trở thành người con cái tự do của Chúa, như là Thánh Phaolô nói. 47 năm khỏe mạnh thì là nô lệ. Tôi thấy một cái nghịch lý không? 47 năm khỏe mạnh, đầy đủ mọi điều kiện thì là nô lệ. Sau 47 năm đau ốm bệnh tật thì lại là người tự do. Tôi thấy lạ. Tôi thấy cái điều kỳ diệu đó, phải khám phá là cái điều kỳ diệu đó cơ. Mới thấy lòng thương xót của Chúa lớn hơn cái việc mà chữa bệnh thân xác, lớn hơn cả chữa bệnh mà đáng lý phải mổ và không phải mổ, lớn hơn cả cái bệnh mà đáng lý là bây giờ đang làm nhà thương từ 6 đến 12 tháng mà bây giờ từ đó mà chạy về đây mà đi một cách khỏe mạnh được như thế này. Còn con, còn nhiều người muốn lên chia sẻ làm chứng, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có thời giờ để mời tất cả nghệ sĩ lên được. Còn con được lên gì kể để cho mọi người. Dạ, con thưa cha, trước hết con đi. Con kể đi, trước hết trước sau gì cả. Con...